xem con cá nó ở đâu này. Nó trốn đâu các bác ạ? Đấy có một đàn cá chấm đen ấy. Thằng em mình nó trước nó vào đây chơi nó thấy. Bên đó đoạn nào? Nước này lạnh quá. Xin chào các bác đang xem video nhá. Hôm trước mình nghe thằng em bảo ở cái đầm lầy này có đàn cá chấm đen đấy. Mình trưa nay mình ra mình vừa mua cái lưới để về luôn. Mình thử đánh xem cái đàn cá chấm đen này. Bây giờ nó nói dối mình hay sao? Cái đàn là tầm mấy con em nhỉ? Mắc ở đây, mắc ở đây. Cái đàn là tầm mấy con nhỉ? Ui, mắc rồi mọi người. Cái cá gì mắc? Đây. Ui, to lắm. Ở đây là cái khu đầm lầy nhá. Đây là đầm lầy, nó không phải là ao hay cái gì cả. Đang đây này. Hả? Dám rồi. Cá rô. Cá rô không sao. Bắt xong cá rô này. To phết đấy. Con này tầm 4-5 lạng. Chìm xuống đi. Hôm nay anh tha chú đấy, anh lấy cá chấm thôi. Đâu, cá rô tiếp. Đúng rồi, cá rô này trắng lưới rồi. Thế phải chua nhanh em ơi. Phải chua nhanh không cá rô nó dính nó cái lưới nó nổi ấy. Cá rô tiếp mọi người này. Xem đây con này con gì nhá. Mình chỉ hứa mình đánh cái đàn cá chấm đen thằng em nó bảo. Cá rô. Vừa thả và dính hai con rồi. Con này có con nào không? À, cá chuối. Chú ơi, cá chuối em ơi. Con này. Cá chuối. Anh sẽ nó giúp ấy. Có cá chuối mọi người ạ. Đây. Mấy cá chấm nào đây. Ui, có gì đây? Con gì? Ui, chuột. Con chuột mọi người. Lấy con chuột lên đây. Con chuột mọi người. Chuột nó phi từ cái bụi cây rơi xuống. Chuột à? Có chuột. Mắc hai cá rô rồi chưa thấy con nào trên. Cá rô mọi người, hai con cá rô. Ba con này. Con đấy nữa. Đi đâu rồi nhỉ? Đàn cá chấm đi đâu? Ba con cá rô. Con này to biết. Cả 5-6 lạng.
dưới ngon hơn nhỉ? Ở đâu? To lắm à? Dạ. Cái thu lưới về đánh từ đấy thôi. Ừ. Ở đó nó có một cái đường xuống bên dưới mọi người. Dạ. À, hay là nó chạy theo cái đường đấy thôi. Cái đàn này nó phải tầm 7-8 con. Nó không to lắm, tầm hơn 1 cân thôi. Nó lâu lắm rồi. Phải tắm đen. Phí ơi. Ui, trong đây nhiều cá rô nhá. Đồng này nhiều cá rô thế. Em cho lưới xuống có khi trắng xóa luôn đấy. Anh sang còn em cởi áo kìa. Không biết là có cá chấm ở đây không? Cá chấm đen ở đây không mọi người? Nhưng mà cá rô nhiều lắm. Anh sợ là cho lưới xuống nên nó nổi trắng xóa luôn đấy. Nước này quánh thế này xiên ở kia xiên dọc vòng ở đây được không? Quánh ở giữa ấy, được. Nhưng mà quánh ở giữa đây còn cái khe nó chạy ở đây này. Thế cắt chéo với cả cái khe này em. Đấy giải từ cái chỗ cái kia kìa. Dạ. Giải từ cái chỗ cái cây kia trong trước mặt em. Vòng ở đây này. Từ đây á. Ừ. Chạy thẳng luôn như kia. Ừ, giáp bờ đấy xong vòng theo giữa nó chạy này. Anh bảo từ xuống đây. Anh xuống đây rồi anh để anh cầm đấy anh đi vòng làm phát giữa này luôn. Ừ. Đấy, gắn luôn cái khe này. Làm cả chấm đen nó mang luôn. Có đúng không? Chấm đen thế này đúng không đây? Đấy, để giải giáp bờ đấy. Thẳng phát từ đây. Ở đây đấy, đấy, đấy sang vòng lại đây. Rồi giáp vào bờ đi. Anh cứ cầm ở ngoài đi, cầm ở ngoài. Cứ đặt nó xuống cho nó giáp vào bờ đi. Không chỗ phải cầm. Chỗ này còn sợi sâu lắm. Đây. Chỗ này không chút đuối được đâu, các bạn ạ. Để xuôi cơ cả. Cho xin một ít nữa. Rồi, ok. Đang đấy đấy. Mà chỗ này sâu anh không qua được. Có nào mà kéo ghê đấy. Đấy cả chấm đen. Đúng không? Chấm đen đúng không? Con này nhỏ. Quay luôn. Quay để làm 8 mao hả nào? Con này gần 1 cân đấy nhỉ. Ôi, anh đi đâu rồi? Hóa ra cái đàn cá chấm đen nó qua bên này. Con này tối hấp với lá đu đủ luôn. Hợp lý luôn. Em không lôi cái lưới ra xa tí. Anh sang bên kia. Cái này trắng trắng hả? Trắng. Trắng trắng mọi người. Rồi các bác xem con trắng trắng. Con này chấm trắng. Con này nhỏ lắm, hôm trước mình thấy con to mà. À dính à?
Cái gì đấy? Rô phi à? Cái rô phi nó cứ to sàn sàn như nhau ấy nhỉ? Quên, quên. Nên được 4 con rô phi rồi đấy. Một con chằm trắng 4 con rô phi. Lôi cái dưới ra ngoài này tí, anh em lên kia mình không mình dồn cá đi. Anh là biết nó dính đâu. Vừa ra là một con to mà này. Lại dính mấy con. Rô phi. Bây dọc này phải dính tầm 3 con nha. Đánh chìm cả lưới cơ mà. Bỏ mấy con này. Thủ lĩnh nào? Mắc toàn cá rô rồi các bác ạ. Tuổi này phải 6 hoặc 7 cân cá rô này. Cũng em cá chấm đâu. Bữa hôm nay mình đi là mình thả lưới mình bắt cái đàn cá chấm đen đấy. Hôm nay thả đến cái vùng này nhiều cá rô quá. Thôi được con nào hay con đấy vậy. Cá rô to ăn ngon mà. Đây này dồn xem con nào. Thấy con nào chạy là biết ngay mà em nhỉ. Đây, một con dồn. Đâu. Đây, cái chuối này, cái chuối này. Đấy, đi coi đi. Phi nó xuống rồi. Nó bỏ hốc rồi em ạ. Cái chuối bỏ hốc rồi. Cái chuối vừa bỏ hốc rồi. Mình vừa thấy một con cá chạy qua đây to lắm. Nói. Mò luôn, vô tay. Lên rồi, thấy mất rồi. Lên đúng không? Thấy qua đây chưa? Qua rồi à? Ui, nó cuộn đi mất rồi mọi người. Mình cầm có một tay nó đi mất rồi. Mất. Anh em mình thu lưới về thôi. Nó khôn quá, cái đàn cá này nó khôn quá. Nghe này em nói là đánh bao nhiêu lần thì không được. Nó cứ chạm lưới, nó quay đầu mọi người. Hôm nay được toàn cá rô rồi. Từ đây phải tầm 8 cân cá rô rồi. 8-9 cân cá rô rồi. Mà cá rô to ăn này ăn ngon. To dài. Cái này về mình lọc. Mình cắt đầu cắt đuôi mình lọc lấy cái miếng thịt này. Rồi mình rán ăn. Tối làm gỏi. Làm gỏi á? Nếu mà em biết làm không? Được. Tại em bảo làm gỏi. Thì tối mình vừa làm gỏi một ít mình cắt đầu cắt đuôi nhá. Mình lọc cái thịt mình rán. Cảm ơn các bác đã xem video của mình nhá. Nếu hay thì like và subscribe cho mình với. Cảm ơn các bạn.